Chào mừng các bạn đến với kênh Lịch sử 5 phút mỗi ngày. Việt Nam là một dân tộc trải qua vô số cuộc chiến tranh chống quân xâm lược để bảo vệ Tổ quốc. Điều đó đã tô đậm tinh thần bất khuất, dũng cảm, hy sinh tất cả để bảo vệ Giang Sơn lãnh thổ. Tuy nhiên, trong những giai đoạn cam go của lịch sử, vẫn có những kẻ bán nước cầu vinh, phản vua giết chúa, làm tay sai cho giặc, để lại tiếng xấu muôn đời. Sau đây kênh Lịch sử cùng các bạn điểm qua một số nhân vật lịch sử để lại tiếng xấu còn lưu truyền đến tận ngày hôm nay. Thứ nhất, Mỹ Châu. Một chuyện cổ khá kinh điển trong sử Việt là sự kiện Triệu Đà chiếm Âu Lạc. Nguyên nhân của việc này là do Mỹ Châu vì chút tình riêng mê muội đã quá tin lời tình nhân nội gián của nàng mà quên đi sự an nguy của quốc gia, như việc nàng cho Trọng Thủy xem bảo vật trấn quốc là nỏ thần. Và khi theo cha bỏ chạy khỏi quân thù, nàng cũng vì luyến tiếc chút tình riêng nhỏ nhoi ấy mà giải lông ngỗng để Trọng Thủy tìm đường theo nàng, huống thay giặc cũng theo sau. Và cái chết của nàng dưới lưỡi gươm cha tuy thật đau lòng, nhưng việc nàng làm khiến dân ta rơi vào vòng Bắc thuộc tăm tối thì khó tha thứ, như thần Kim Quy đã chỉ tội giặc ở sau lưng vua đấy. Thế mới hay không gì nguy hại bằng giặc trong nhà, giặc sau lưng. Một công chúa liệu yếu đào tơ như Mỹ Châu trong phút sai lầm đã làm trao đảo Loa Thành. Cái dũng khí đoạn tình riêng của thục phán giết con đền nợ nước cũng đã muộn màng. Quả thật thiên binh vạn mã nguyên mông từ ngoài ta còn đánh bại, vậy mà họa mất nước từ trong e thật khó biết bao. Thứ hai, phản thần Nỗ Thích. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân và lên ngôi lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng, đặt tên nước là Đại Cồ Việt. Nhà vua rất sủng ái một hoạn quan tên là Nỗ Thích giữ chức tri hậu nội nhân. Nhờ có công cõng vua Đinh trốn chạy khi bị Nam Tấn Vương truy đuổi, hắn được lòng vua và theo về triều, ngày càng củng cố địa vị. Một hôm y nằm mơ thấy ngôi sao băng rơi vào miệng có kẻ giải mộng, đó là điềm báo hắn sẽ trở thành vua. Quá đỗi vui mừng và tin vào giấc mộng huyễn hoặc ấy, Nỗ Thích mưu toan giết vua và thái tử để đoạt ngôi. Sau một buổi yến tiệc trong cung đình, Nỗ Thích đã thực hiện âm mưu của mình bằng cách bỏ thuốc độc vào món canh tẩm bổ giã rượu cho Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn. Nhà vua và thái tử ngấm phải chất kịch độc đã băng hà ngay sau đó. Nhưng giấc mộng bá vương của tên hoạn quan Thích mộng tưởng những chuyện hoang đường họ Đỗ chưa kịp nhen nhúm cơ may trở thành hiện thực thì hắn đã bị Đinh Quốc Công Nguyễn Bạc tóm gọn và hắn phải nhận lấy sự trừng phạt một cách tàn khốc. Nguyễn Bạc sai quân chém đầu rồi sai đập tan xương và cắt thịt ném cho thú dữ. Thứ ba, Trần Di Ái âm mưu bất thành đành chịu nhục. Trong cuộc kháng chiến ba lần đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông, những danh tướng đời Trần đã tạo nên một cơn địa chấn mà sử sách gọi là hào khí Đông A. Tuy nhiên vẫn có những quý tộc nhà Trần bắt tay với giặc phản quốc, Trần Di Ái là một trong số đó. Năm 1281, Hoàng đế nhà Nguyên đòi vua Trần Nhân Tông phải sang chầu. Vua Trần lấy cớ khước từ không sang. Hoàng đế Nguyên gửi thư nói, nếu vua nước Nam không sang chầu được thì phải đưa vào Ngọc sang thay và phải nộp hiền sĩ, thầy âm dương bói toán, thợ khéo mỗi hạng 2 người. Thượng Hoàng Trần Thánh Tông liền đưa chú của mình là Trần Di Ái cùng Lê Tuân và Lê Mục sang thay. Vua nhà Nguyên tức tối, bèn phong Trần Di Ái làm An Nam quốc vương, phong cho Lê Mục làm Hàn Lâm học sĩ, Lê Tuân làm thượng thư, rồi đưa về nước cùng lá thư cho vua Trần. Ngươi cáo bệnh không vào chầu, nay cho người được nghỉ để thuốc thang điều dưỡng. Ta lập chú ngươi là Di Ái thay ngươi làm quốc vương An Nam cai quản dân chúng. Trần Di Ái cũng mừng thầm, hy vọng dựa vào sức mạnh của quân Nguyên thì mình sẽ được làm vua, còn nếu không được thì sẽ viện lý do bị ép. Hoàng đế Nguyên là Hốt Tất Liệt sai Bột Nham Thiết Mộc Nhi cùng Sải Thông đưa 1.000 quân cùng Trần Di Ái về nước. Khi Trần Di Ái đến ải Nam Quan, vua Trần Nhân Tông sai tướng đón đánh đội quân này. Quân Nguyên bị đánh tan, Sải Thông bị trúng tên mù một mắt. Trần Di Ái bị bắt sống đưa về triều, được tha tội chết nhưng phải làm lính hầu ở phủ Thiên Trường suốt đời, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Thứ 4, Trần Kiện Cam tâm làm tay sai. Là cháu nội của vua Trần Thái Tông, năm 1285 nhà Nguyên đem quân xâm lược Đại Việt lần thứ hai. Phía Bắc Thoát Hoan cùng A Lý Hải Nha. A Lý Hải Nha thống lĩnh 50 vạn đại quân tiến sang, lúc này cánh quân 20 vạn của Toa Đô bị xa lầy ở Chiêm Thành, được lệnh từ phía Nam tiến đánh vùng Thanh Hóa Nghệ An. Tháng Giêng năm 1285, trấn thủ Thanh Hóa là Trần Kiện, con Trần Quốc Khang, cháu nội vua Trần Thái Tông, đem toàn gia quyến đầu hàng. Trần Kiện cũng chỉ điểm cho quân Nguyên khiến quân Đại Việt nhiều trận bị thiệt hại. Trần Kiện đầu hàng khiến phía Nam bị bỏ ngỏ. Trần Quang Khải được lệnh thống lĩnh quân đến phía Nam trận Toa Đô. Tháng 4 năm 1285, Thoát Hoan sai quân hộ tống Trần Kiện cùng các tôn thất nhà Trần đã đầu hàng về Bắc diện kiến Hoàng đế Nguyên là Hốt Tất Liệt. Thế nhưng đến ải Chi Lăng, toán quân này bị quân Đại Việt phục kích vây đánh, Trần Kiện phá vòng vây chạy lên phía trước, lại bị toán dân quân đón đánh ra. Tướng của Hưng Đạo Vương là Nguyễn Địa Lô dùng tên bắn chết Trần Kiện trên lưng ngựa. Liêu thuộc của Trần Kiện là Lê Tắc cướp được xác chủ cột lên ngựa, nhân đêm tối lẻn chạy về Khâu Ôn và chôn Trần Kiện ở đấy, một cái kết thích đáng cho kẻ tay sai đê hèn. Năm, Trần Văn Lộng nối giáo cho giặc. Trần Văn Lộng là một quý tộc nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Trong cuộc chiến tranh với nhà Nguyên, ông đã đầu hàng nhà Nguyên và theo về phương Bắc và được phong nhiều chức, tức hưởng nhiều vinh hoa phú quý. Theo An Nam Chí Lược của Lê Tắc, Trần Văn Lộng là con của Nhân Thành hầu Trần Duyệt và là cháu nội của Thái sư Trần Thủ Độ, được nhà Trần phong tước Trương Hoài Thượng hầu, hưởng nhiều bổng lộc. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi ông được nhận tước Văn Chiêu hầu.
Trần Văn Lộng là người có tính ôn hòa, được vua Trần tin dùng, phong làm đại tướng cầm quân trấn thủ vùng sông Tam Đái. Năm Giáp Thân, 1284, mùa đông, đại binh của Trấn Nam Vương thoát hoàn tràn vào Đại Việt và công phá ác liệt. Đến năm sau, năm 1285, Trần Văn Lộng đem ra quyến nội phụ đầu hàng nhà Nguyên rồi mang quân tấn công lại quân Đại Việt. Thế nhưng kết quả Đại Việt đại thắng, Trần Văn Lộng phải chạy trốn sang Trung Quốc, sau này được làm quan rồi chết nơi đất khách quê người. 6. Thứ 6, hoàng tử Trần Ích Tắc lòng dạ hẹp hòi. Là hoàng tử thứ 5 con vua Trần Thái Tông, em vua Trần Thánh Tông vốn là người giỏi văn hay chữ chứ không giỏi võ. Khi Giang Sơn bị nhà Nguyên dòm ngó, các võ tướng được coi trọng, vì thế mà Trần Ích Tắc không được xem trọng. Ông bất phục các hoàng tử khác, đặc biệt là Trần Hoảng, sau này được lên ngôi vua hiệu là Trần Thánh Tông. Thấy mình tài giỏi mà không được xem trọng, văn tài giỏi nhất nhưng lại không được lên ngôi vua, Trần Ích Tắc rất bất bình. Khi quân Nguyên chuẩn bị tiến đánh Đại Việt lần thứ 2, Trần Ích Tắc thấy đây là cơ hội tốt nhất để có thể lên ngôi vua, nên thông qua các lái buôn ở Vân Đồn đưa thư đầu hàng giặc. Khi quân Nguyên tiến sang, Trần Ích Tắc được cử đưa quân chấn giữ miền Đà Giang. Khi quân Nguyên đến, Ích Tắc đưa toàn bộ gia quyến đến đầu hàng và được phong là An Nam Quốc Vương. Thế nhưng Đại Việt đã giành chiến thắng, khiến âm mưu lên ngôi vua của Ích Tắc sụp đổ. Trần Ích Tắc sang sống và mất ở Trung Quốc. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi chép rằng, đến nay người Nguyên vào cướp, Ích Tắc xin hàng chúng để mong làm vua. Người Nguyên phong là An Nam Quốc Vương. Sau khi người Nguyên thất bại, Ích Tắc lòng hổ thẹn chết ở đất Bắc tại Đại Việt. Nhà Trần loại Trần Ích Tắc ra khỏi tông thất, đặt tên là Ả Trần vĩnh viễn, không còn liên hệ huyết thống với con cháu của Trần Ích Tắc sau này. Thứ 7, Lê Chiêu Thống cộng rắn cắn gà nhà. Lê Chiêu Thống 1765-1793, tên thật là Lê Duy Khiêm, khi lên ngôi lại đổi tên là Lê Duy Kỳ, là vị hoàng đế thứ 16 và là cuối cùng của nhà Lê Trung Hưng. Với khẩu hiệu Phù Lê Diệt Trịnh, sau khi lật đổ họ Trịnh, anh em Tây Sơn giao lại Bắc Hà cho vua Lê 1786 rồi rút quân về Nam. Vua Lê lúc ban đầu là Lê Hiển Tông, sau khi qua đời Lê Duy Khiêm, Lê Duy Kỳ được kế vị hiệu là Chiêu Thống, năm ấy 21 tuổi. Nhưng Chiêu Thống không đủ uy tín và tài năng để cai quản đất nước, Bắc Hà rơi vào loạn lạc. Lê Chiêu Thống phải hết dựa vào thế lực này đến thế lực khác, từ Đinh Tích Nhượng đến Nguyễn Hữu Trình. Khi Trình bị Võ Văn Nhậm diệt, Lê Chiêu Thống bỏ chạy sang Quảng Tây, Trung Quốc, cầu cứu nhà Thanh. Nhà Thanh đem quân sang đánh Quang Trung với hy vọng trở lại ngôi vua. Nhân cơ hội ấy, quân Thanh do Tổng lĩnh Quảng là Tôn Sĩ Nghị cầm đầu kéo sang. Ngay khi vào Thăng Long, chúng đã chẳng coi Lê Chiêu Thống ra gì. Vua ta phải hàng ngày vào trực ở bản doanh của Tôn Sĩ Nghị để nghe lời sai bảo. Tuy vua Lê đã được phong vương nhưng giấy tờ đưa đi các nơi đều dùng niên hiệu Càn Long. Sau khi Quang Trung kéo quân ra Bắc Hà quét sạch 29 vạn quân Thanh, Lê Chiêu Thống lại phải theo đám bại quân chạy sang Trung Quốc vì không thể thực hiện được mộng phục quốc. Lê Chiêu Thống thất vọng và chán nản, lâm bệnh rồi qua đời năm 1793 và được nhà Thanh chôn cất theo nghi thức tước công. 8. Hoàng Văn Hoan. Hoàng Văn Hoan tên khai sinh là Hoàng Ngọc Ân, là một chính trị gia của Việt Nam, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Năm 1976, khi quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ngày càng xấu đi, ông bị thất sủng vì quan điểm thân Trung Quốc. Năm 1979, trong một chuyến đi sang Đông Đức chữa bệnh, ông đã bỏ trốn tại sân bay quốc tế Karachi, Pakistan ngày 11 tháng 6 năm 1979 rồi sang Trung Quốc. Đó là thời điểm quan hệ Việt Nam-Trung Quốc căng thẳng và chiến tranh biên giới Việt-Trung vừa xảy ra hồi đầu năm. Tại Bắc Kinh, ông dự họp báo ủng hộ cuộc tấn công của Trung Quốc, tuyên bố chính quyền Việt Nam đã đối xử với người Việt gốc Hoa còn tệ hơn cả cách Hitler đối xử với người Do Thái. Sau sự kiện bỏ trốn, ông bị Việt Nam kết án tử hình vắng mặt và trở thành biểu tượng của sự phản bội. Đài báo Việt Nam so sánh ông với Lê Chiêu Thống. Hoàng Văn Hoan mất tại Bắc Kinh năm 1991. Trung Quốc tổ chức lễ tang cấp nhà nước dành cho ông. Thi hài được chôn tại nghĩa trang Bát Bảo Sơn, nơi chôn cất của các quan chức cao cấp của Trung Quốc. Trên đây là 8 kẻ bán nước cầu vinh, phản vua giết chúa, làm tay sai cho giặc, để lại tiếng xấu muôn đời, và tất cả đều có một điểm chung là kết cục bi đát, chết thảm hoặc lưu vong. Nếu thấy video này hữu ích, các bạn hãy like, comment và đặc biệt đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Lịch Sử 5 phút để nhận được những video hữu ích nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.